Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em ơi, tuần này thì tôi tập trung vào tôi làm clip theo những cái yêu cầu của các anh em nhá. Tuần này thì cố gắng là tập trung để trả cho các anh em cho nó bớt đi. Không là bây giờ là quá nhiều anh em yêu cầu, và thực ra là cũng có rất nhiều những cái yêu cầu mà bản thân tôi cảm thấy là tôi có thể làm được nhưng mà tôi chưa làm. Đấy, thì tuần này tôi cố gắng tôi làm hết nha anh em nhá. Những cái yêu cầu nào của các anh em mà anh em cảm thấy là những cái yêu cầu này nó khá là đơn giản, trong cái tầm của tôi làm được thì là tôi sẽ làm trong cái tuần này. Đấy, thế là các anh em mà đã yêu cầu rồi ấy, nhưng mà anh em chưa thấy là tôi thực hiện, thì anh em cứ đợi đi nhá. Biết đâu là ngày mai đến được anh em. Nhá anh em nhá. Rồi hôm nay chắc chắn nó sẽ là làm theo yêu cầu. Còn làm theo yêu cầu của ai thì chút nữa tôi sẽ tiết lộ. Còn bây giờ thì như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Tài Nguyễn, anh em Vi Khôi Nguyễn, anh em Lê Hoài Anh, anh em Nguyễn Trung Đức, anh em Lê Tùng Anh và anh em Nguyễn Đức Huy đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập hàng tháng để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này thì chúng ta sẽ đến với comment của anh em Phạm Đông Huy. Anh em Phạm Đông Huy comment: how about 6 chôn dồn đồ cho súng, cầm cây AK tách 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 tách. Ok, ý tưởng hay đấy, rất là hấp dẫn. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ thực hiện cái thử thách này nha anh em nhá. Tôi sẽ dồn đồ cho con súng ở trong cái bộ 6 Glacier để xem là nó mạnh đến cỡ như nào. Rồi, mà trước tiên thì chúng ta có phải nói chung là đầu game mạnh cái đã. Đấy, dần dần chúng ta sẽ đổi dần cái con súng vào sau khi mà chúng ta có con súng anh em nhá. Đấy, còn hôm nay thì tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em Phạm Huy Đông. Và ngày mai thì tôi vẫn tiếp tục là sẽ thực hiện các cái yêu cầu của các anh em nhá. Đấy, tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong cái tuần này. Tôi sẽ làm rất nhiều những cái yêu cầu. Thì anh em làm mà yêu cầu rồi ấy, nhưng mà anh em chưa thấy tôi thực hiện cái yêu cầu của anh em, thì anh em cứ đợi nhá. Có thể biết đâu đấy ngày mai, ngày kia, ngày kia, đấy, ngày kia, ngày kia, ngày kia, đấy, nó sẽ đến lượt anh em nhá anh em nhá. Rất có thể cái yêu cầu của anh em sẽ được lên TV ở trong tuần này. Đấy, mặc dù là cái việc lên TV nó cũng khá khó đấy, phải may mắn lắm được lên đấy anh em ạ. Rồi, cho hai cái like vào đã này. Rao 3 như này là rao 4 như này là ấm đấy. Hai cái like kẹp Fallen Witcher đảm bảo là có thể đánh được chuỗi thắng rồi. Rồi. Ok. Bây giờ là chốt đồ. Cướp điên đã anh em ạ. Rồi. Cướp điên này xong rồi búa xét hai tia các thứ. Đấy, cái món đồ này thì từ từ đã. Ui. Tôi cũng có 2 sao. Không sợ. Goblin này thì thực ra Fallen Witcher đầu game vẫn ăn được. Khỏe lắm anh em ơi. Đấy là ngoài con Fallen Witcher này, cái con Evil Clay ấy nó cũng mạnh anh em ạ. Con Evil Clay nó mới được bắp lên. Khá khỏe cho đầu game. Hai Glacier này. Ở đây nó còn có cả Lava Shaman, có cả gấu nữa. Round này có lên up cấp không nhỉ? Up cấp để duy trì chuỗi thắng thì cái round sau nó lại không có bài. Cho con gấu vào up cấp lên thì phải bán hai con bít ở phía dưới để đi. Chấp nhận hy sinh con Tutka hay sao không? Hai con Tutka rồi, up cấp lên như này thì thực ra thì vẫn yếu. Bỏ gấu đi mua Lava Shaman như này hợp lý hơn này. Có thêm cái hack đấu game. Tôi thực ra thì tôi cũng câu gấu làm gì đâu. Tôi mới nhớ ra, chuột nhớ ra là bây giờ làm content là không có chơi gấu. Đấy, hôm nay là chúng ta dồn đồ cho con súng thì đằng nào gấu là cũng ra rồi cũng bán đấy thôi. Mà bây giờ mà cho gấu vào đội hình nó lại yếu anh em ạ, nó lại không mạnh. Nên là thôi. Đấy, cứ để như này, mạnh nhất có thể anh em nhé. Để đội hình mạnh nhất có thể đi. Đây rồi. Hai đỏ luôn này. Hai đỏ này, Hunter luôn này. Cho hai đỏ vào. Cho hai đỏ vào thì bỏ con gì ra? Bây giờ mà cho hai đỏ vào thì chỉ có up 6 cho hai đỏ vào thôi. Chứ còn nếu mà cho vào thời điểm hiện tại thì
cảm giác vẫn yếu hơn là để hai cờ lai vẫn khỏe hơn. Hai cờ lai này cái con evil nó khỏe rồi nhá, con rơi lại 2 sao, thế nên là bây giờ nếu tôi bỏ con evil ra thì nó lại hơi yếu. Thôi để dành up 6 rồi mới cho đỏ vào anh em ạ. Rồi cứ để như này là ổn rồi. Nhân tiện đây tôi cũng xin chia sẻ một chút với các anh em mà có yêu cầu tôi làm cái bộ này bộ kia. Đấy thì tôi cũng đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà tôi sẽ nhắc lại và chia sẻ lại cho anh em là thực ra ấy là có rất nhiều những cái lời yêu cầu. Đấy, thế là tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ không thể thực hiện được tất cả các yêu cầu của anh em nhá. Có anh em yêu cầu và có anh em cũng yêu cầu. Đấy, có rất nhiều người yêu cầu thì tôi sẽ chỉ lấy ra một vài những cái yêu cầu mà tôi có thể là thứ nhất là làm được. Đấy, bản thân tôi là cảm thấy là tôi làm được, tôi thực hiện được cái yêu cầu đấy thì tôi sẽ chọn ra và tôi làm. Cái thứ hai là gì, là có thể là nó trùng vào với có rất nhiều anh em là yêu cầu, tức là người ta quan tâm ấy, người ta thích cái bộ đấy và có nhiều người yêu cầu trùng một bộ thì tôi cũng để chọn để tôi làm nhá. Đấy, tôi chọn để tôi làm. Và cái thứ ba là gì, cái thứ ba là tôi cảm thấy nó hay. Đấy, trong ví dụ như hôm nay này là tôi cảm thấy nó hay. Đấy, cảm giác như là bộ này là tôi có thể thực hiện được và cảm giác là chơi được thì là tôi sẽ chơi. Đấy, tôi cảm giác là chơi được thì là tôi sẽ chơi và cảm giác là ý tưởng này khi mà lên sóng thì nó sẽ hút được nhiều người xem. Đấy thì tôi sẽ chơi. Ok. Đấy chính là ba cái tiêu chí hàng đầu. Đấy, nhưng mà cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, nếu mà kể cả là có ý tưởng hay này, có ý tưởng hay này, có nhiều người yêu cầu này nhưng mà tôi không làm được ấy thì tôi cũng bỏ qua thôi anh em nhá. Bởi vì cái quan trọng nhất đấy là tôi phải làm được đã. Đấy, tôi phải làm được đã, còn nếu tôi không làm được thì kể cả là anh em có yêu cầu, có nhiều người yêu cầu thì tôi cũng chịu thôi. Đấy, hoặc là anh em có ý tưởng có hay đến như thế nào nhưng mà tôi không làm được thì tôi cũng chịu nhá. Rồi. Ok. Ui. Bài này vớ vẩn chơi cả like ngon nhưng mà không chơi, đang làm content. Nhá, mà nếu mà trận này mà nếu mà bán hai con Fallen Witcher đi là up cấp, là cho vào là 3 Hunter vào kẹp 2 Glacier với cả đỏ cũng ngon luôn nhá. Có nên làm thế không nhỉ? Chúng ta có nên làm thế không? Tức là nếu mà bây giờ mà giữ con Fallen này thì cũng chưa biết đến bao giờ là mới lên 2 sao ấy. Đấy, nếu mà bây giờ kẹp 3 Hunter vào 2 Glacier kẹp với cả Clive vào có khi lại mạnh hơn. Nhưng mà thôi để ra sau. Cho cái con Fallen một cái cơ hội cuối cùng để có thể lên được 2 sao. Ui nhưng mà round này thua rồi anh em ạ. Trời to quá, chịu à. Mất chuỗi luôn. Biết thế cái round vừa lấy tôi bán Fallen thì tôi up cấp cho Hunter vào có khi lại vẫn ngon. Ui đây rồi này. Thế thì thôi. Bỏ Fallen ra thôi anh em ạ. Bán là Fallen đi ấy. Bán Fallen đi cho 3 Hunter vào. Đấy, như này này. Thế này nó mới mạnh các bạn ạ. 2 Glacier 3 Hunter kết hợp với cả 2 Clive. Ok chưa? Đấy, có cả Exit luôn. Thôi lấy đồ lại cho con cung đen thôi. Fallen Witcher này bây giờ lên được 2 thì cũng cho vào thì cũng tìm đấy, nhưng mà nó phải lên 2 sớm không là ôm con này là 3 tiền đấy anh em. Thứ nhất là ôm con này 3 tiền này, thứ hai là về tương lai ấy là sẽ không chơi con này. Đấy, thế nên là nếu mà giữ quá lâu mà không lên được 2 sao ấy thì là nó sẽ rất thọt tiền đấy nhá. Cái con này ấy nó chỉ mạnh trước khi round 15 thôi anh em ạ. Trước round 15 là còn gọi là tạm được nếu mà không ở trong những cái bộ của nó. Round này thắng rồi. Round này thắng thì chắc là tôi bán đi thôi. Bán đi anh em ạ, bán lấy 10 tiền. Đấy, tròn 10 tiền luôn. Ok anh em. Đấy, nếu mà round vừa rồi tôi thua tôi sẽ giữ lại, nhưng mà tôi thắng thì thôi, bán luôn anh em ạ. Cái con Fallen Witcher ấy, nó phải ở trong cái bộ của nó cơ thì nó mới mạnh. Đấy. Còn nếu mà nó kẹp vào một cái bộ nó gọi là chỉ là gọi là chơi tạm ấy thì nó chỉ được đến round 15 thôi. Vì nó không kết hợp được với cả những cái con ở trong cái line up mà anh em chơi, ở trong cái strategy mà nó được hưởng thì nó sẽ rất yếu. Fallen Witcher thường là chỉ kẹp với cả cái bộ, ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là bộ Exit Wick. Đấy. Exit Wick hoặc là cái bộ gọi là bộ Beat ấy. Bộ Beat thì chắc là chuẩn nhất rồi. Nếu mà kẹp Fallen Witcher ở trong bộ Beat thì là mạnh nhất rồi. Đấy, nên nếu mà có con Fallen Witcher 2 sao mà đánh với cả bộ Beat thì rất là ok. Nhưng mà nếu mà chơi với cả cái bộ mà lại còn kẹp Hunter ăn tiếc đằng sau thì thực ra thì Hunter nó đã là đam rồi. Đấy, Hunter nó đã là đam rồi. Mà Fallen nó cũng là đam nữa thì nó lại quá nhiều đam.
chúng ta cần những cái hàng gọi là hàng tăng cơ phía trên. Đấy, có hàng tăng cơ, có tăng cơ, có đam thì nó mới gọi là một đội hình mạnh. Chứ còn nếu mà chỉ toàn đam thôi thì cũng chưa biết được là có mạnh hay không. Đấy, trừ những cái trường hợp giống như là cái bộ Exit chẳng hạn, 6 Exit thì nếu mà chơi toàn đam thì đúng là nó rất là ok. Đấy, toàn đam thì nó có thêm 3 giây bất tử thì nó quạo được tí nào thì hay tí đấy thôi. Miễn làm sao giết đối thủ trước khi cái con của chúng ta chết thì là vẫn là ok. Thì cái bộ đấy thì nó gọi là chơi gọi là đôi công luôn thì không nói. Còn những cái bộ khác thì tôi nghĩ là vẫn sẽ phải có phòng thủ. Chứ còn nếu mà toàn đam thì rất nguy hiểm. Ví dụ như những cái bộ mà Hunter chẳng hạn thì nó sẽ phải có khống chế mạnh. Đấy, hay là những cái bộ như là bộ Beat chẳng hạn thì nó cũng sẽ phải có khống chế, không thì là cũng không chơi được. Rất khó. Nếu mà chơi toàn đam thì rất là nguy hiểm. Thường là nếu mà chơi Beat là anh em phải kẹp cọc vào đúng không? Anh em phải kẹp vào Tsunami, hoặc là anh em sẽ phải kẹp vào là gì? Glacier kết hợp với cả cái con Fortuner Teller để anh em câu kéo được thời gian để cho Beat nó gây đam. Đấy thì nó là cái khống chế đó. Thì ở trong những cái đội hình mà nó không có khống chế, nó thường là về late game nó sẽ rất đuối. Những cái đội hình mạnh và về late game ấy thường là nó sẽ có những cái khống chế khủng. Đội hình nào cũng thế thôi anh em ạ, kể cả Assassin. Kể cả Assassin mà nếu mà chỉ cần kẹp một con Tsunami 2 sao vào thôi thì nó khác hẳn luôn. Hay là Beat chẳng hạn, nếu mà cái con Tsunami nó kẹp vào thôi thì Beat nó sẽ có thời gian nó gây được đam. Và lúc đấy thì khi mà nó tỉnh dậy ấy, thì có khi là chỉ còn 1-2 con thôi, thì lúc đấy thì bị dí thì rất khỏe. Đấy. Hay là thường là chúng ta kẹp cọc vào nó cũng counter khá những cái đội hình. Vì nó là cái khống chế anh em ạ. Bởi vì cái trò này thì chủ yếu là late game ấy, là đồ dồn vào cho một con đam chính thôi. Là cái con đấy nó phải có thời gian nó gây đam. Đấy, con đấy nó sẽ là phải một cái con mà nó giấu rất kỹ. Một cái con tướng mà nó phải giấu ở cái vị trí mà không đứa nào có thể bắt được. Để có thể đứng ở trong combat đó, bắn thoải mái thì nó sẽ là cái BKB chống khống chế. Cũng như là gia tăng khả năng là giảm sát thương. Đứng càng lâu trong combat thì càng gây được nhiều đam. Đấy, nên quan trọng nhất đó là con co. Thì con co nó sẽ không phụ thuộc vào là cái đội hình làm đâu, mà chủ yếu là cái con co ấy, là nó gây đam và nó phải được bắn, tức là nó không bị khống chế. Đấy, còn nếu mà nó bị khống chế nó sẽ rất là toang. Chỉ cần mà vào trong game ấy nhá. Đấy, ở giai đoạn cuối game mà ở những cái trận đấu cuối cùng ấy, ở trong một cái con game ấy mà bị ăn một cái hack thôi là xác định là thua luôn. Đấy, vào game mà bị hack một cái là thua luôn. Đấy thì nó mới sinh ra là cái BKB để chống lại những cái thứ đấy. Thì nó rất là may mắn. Nhưng mà có những cái mà BKB không chống được, đấy chính là cái cầm đánh. Đấy, những cái con mà tướng mà gây đam vật lý thì lại rất sợ cầm đánh. Khi mà vào mà cái con nào mà đam to nhất ấy thì đương nhiên rồi. Tướng co mà bị dồn đồ thì chắc chắn là dồn đồ cho con tướng nào thì cái con tướng đấy sẽ đam sẽ to nhất ở trên bàn cờ. Và lúc đấy thì sẽ chắc chắn là sẽ bị cấm đánh 5 giây. 5 giây đấy. Và tính cả cái animation thì nó rơi vào tầm khoảng 6 giây cấm đánh. Thì khi mà tỉnh dậy thì xác định luôn là hết cấm đánh thì là cũng chết. Đấy, cũng rất là nguy hiểm ở cái việc là nếu mà dồn đồ cho một con. Nó thường là sẽ phải đánh hai con co. Hai con co, một con là carry, một con là semi carry. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là chỉ là phụ thuộc vào cái là có bị khống chế hay không thôi anh em ạ. Nên là late game ấy, các đội hình mạnh hay không nó phụ thuộc hết vào cái khống chế. Càng khống chế khỏe càng mạnh. Đấy, đấy là late game ấy. Đánh solo late game là thường nó sẽ là như thế. Ok. Round này khả năng thua không? Ui, vẫn ăn được này. Hay quá. Hay quá. Ăn được không? Ăn được không? Con này 2 sao ạ. Nhưng mà nó búp giáp. Cái con ấy của nó được búp giáp. Nhưng mà tôi bắn trưởng. Tôi cũng có giáp. Ok. Ăn được rồi. Hay quá. Con rơi là gây đam phép anh em ạ. Rồi có chuỗi luôn này. Hay. Rồi. Súng mày lên 2 sao hộ tao cả nhá. À mà cũng không cần súng đâu, chỉ cần con Exit Ranger thôi. Tôi chỉ cần con Exit Ranger lên được 2 sao thôi thì ấm luôn này. Đấy, xong rồi bây giờ nhá, bây giờ là level 6 rồi đúng không? Bây giờ tính xem level 7 thì kẹp cái gì? Bây giờ thiếu chưa đủ 6, à chưa đủ 4 Glacier. Ở level 7 thường nó sẽ là 4 Glacier đấy. 4 Glacier, 3 Hunter ở level 7. Đấy, không có gì thay đổi thì có khi là
Round sau là sẽ up 7 đấy. Nhưng mà up 7 thì chưa con nào vào nhỉ? Cho thêm con rồng nữa, tăng thêm tăng cơ về trên à? Bây giờ tôi cũng không có xả tiền tôi đôn vội đâu. Bởi vì cái đội hình này nó chưa đủ mạnh để có thể là xả tiền luôn. Có thể xả tiền vẫn mất chuỗi cơ, nên là phải cân nhắc cái việc là xả tiền. Ui đây rồi, thế thì được đấy. 4 Glacier này. Được. Rồi. 4 Glacier, 3 Hunter. Có đam. Có đam và cũng có tăng cơ ở đây. Có lên dồn đồ cho con Berserker không nhỉ? Tầm này Berserker liệu có mạnh hơn con cung đen không? Búa xét này. Có lên chốt cái búa xét không nhỉ? Ui thằng này có vẻ hơi mạnh đây. 6 Warrior. 6 Warrior và kẹp thêm Marine rồi. Thua rồi, thua. Rao này khả năng thua là rất cao. Ăn nổi không? Khó lắm. Ui hết được rồi. Hay quá. Ui nhưng mà vẫn có ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được. Ui ăn được luôn á. 6 Warrior mà kẹp với cả Marine rồi tôi vẫn ăn được này. Hay thế nhở. Suýt chết anh em ạ. Có khi phải roll thôi. Roll đi, roll đi, roll đi. Xem nào. Ui đây rồi. Hay quá, có khống chế rồi. Fortuner Teller lên được 2 sao là ấm luôn. Thế tầm này thì lại ok rồi đấy. Thêm được 2 con 2 sao. Có thằng sát thủ có vẻ hơi nguy hiểm. Sát thủ nguy hiểm quá nhở. Kéo xuống phía dưới một tí anh em ạ. Tránh trường hợp là con cung đen nó bị sát thủ nó bớ vào. Rất nguy hiểm ở đây. Ui, thằng này trông to này. Thua rồi anh em ạ. 6 Hunter rồi kẹp với cả Kiếp Len. Chịu à? Không ăn được, toàn 2 sao. Thằng này to nhờ. Level 7. Đồn tiếp đây. Berserker 2 này. Berserker lên 2 sao trước à? Thế lại chuyển đồ cho Berserker vậy. Lấy cái búa xét luôn không? Tôi đang phân vân cái việc là có lấy cái búa xét không hay là đợi để dành để có thể là ghép được cái hút máu trừ giáp. Hút máu trừ giáp cũng rất là quan trọng anh em ạ. Đội hình này là đội hình mà dí nhanh nên là cần phải kết liễu đối thủ sớm. Đấy, dí một thằng chết sớm. Bớ được con nào là giết con ấy luôn. Chứ còn không có chơi nhây. Bộ này là bộ đánh nhanh chứ không đam to đâu anh em. Đam nó cũng bé lắm nên là cần những cái đồ gây đam nhiều hơn. Như cái búa xét thì late game thì nó đam của nó hơi yếu. Nó chỉ gọi là bổ sung tốc đánh thôi ấy. Đấy mà cái búa xét thì tốc đánh thì cái bộ 6 Glacier thì nó có thiếu gì tốc đánh đâu. Nó thừa tốc đánh rồi anh em. Hay quá, cắt chuỗi rồi này. Được quá nhở. Ui lại ra con rồng này. Lùi luôn con rồng này lên 3 sao luôn. Đây rồi, thôi cứ roll ở level 7 thôi anh em ạ. Bây giờ súng mới lên 2 sao ạ. Bây giờ dồn đồ cho súng có ngon hơn Berserker không? Tôi nghĩ là không ngon bằng Berserker đâu. Berserker bây giờ tầm này vẫn khỏe hơn. 3 đô mà. Tôi nghĩ là vẫn khỏe hơn con súng đấy. Đấy nhưng mà thôi roll ở level 7 kiếm con súng 3 sao nhá. Ơ? Thằng sát thủ gặp rồi à? Ui gặp bao giờ ấy nhở? Sao tôi không thấy cái thằng sát thủ nó sang nhà tôi nhở? Hay là gặp rồi tôi không để ý hoặc là cái lúc mà nó chưa form được đủ bộ nhở? Trông thằng 6 sát thủ sợ thế mà lại gặp rồi à? Ờ hóa ra lại gặp rồi anh em ạ. Cuối cùng thì lại gặp thằng Goblin. Dồn đồ cho con cung đen anh em nhá. Cung đen khỏe hơn Berserker. Con cung đen nó mặc dù nó con 2 đô nhưng mà nó khỏe như 4 đô luôn anh em ạ. Đấy, khỏe hơn Berserker mà. Con Berserker này yếu. Berserker này nó chỉ gọi là phụ đam thôi. Cái đam của nó gây ra là nhờ cái skill của nó ấy. Thì cái con này nó chỉ cần túc đánh để nó tung skill thôi mà. Chứ còn đam thì nó gây ra đánh tay có được mấy đâu.
Nếu mà cái đồ đánh tay mà nó gây ra cái đam của nó lia dí dìu ấy, nó là tính là bằng cái đam tay ấy, thì nó mới mạnh được anh em ạ. Còn nó là một cái đam cố định. Đấy, phụ thuộc vào sao. Đam phụ thuộc vào sao của tướng. Và chất tướng thì rõ ràng là chúng ta không cần phải dồn đồ cho cái con này. Không cần dồn đồ đâu anh em. Đồ dồn cho cung đen chứ không dồn đồ cho berserker anh em ạ. Để xem là có những cái món đồ gì cho con cung đen nào. Ghép trước cái giáp thép đã này. Ở đây là lấy được cái hút máu với cái búa xét không? Lấy được cả hai không? Không lấy được. Thế phải chọn một trong hai. Lấy búa xét trước. Tôi đã chọn lấy cái búa xét trước anh em ạ. Còn cái slot còn lại ấy, thì nó có cả hai cái món đồ đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần ra một cái que hoặc là một cái mặt lạ hút máu thôi là chúng ta sẽ có cái hút máu nhá anh em nhá, hút máu trừ giáp ấy. Đấy, cái món đấy nó rất quan trọng. Nó gần như là cái item mạnh nhất bây giờ đấy. Là chơi đội hình nào tôi cũng lấy cái đấy anh em ạ. Từ warrior, từ hunter, sát thủ. Đội hình nào tôi cũng lấy cái hút máu trừ giáp. Đấy. Cái món đồ rất khỏe. Là cái món đồ mà để đánh late game, đánh siêu late game. Nhiều khi là ví dụ như mấy cái con khó giết ấy, như là con Secret Lancer ấy, nó có cái hút máu trừ giáp này nó dễ giết hơn hẳn luôn. Bởi vì trừ 15 giáp là không ít đâu nha anh em nhá. Hút máu trừ giáp là nó trừ tới 15 giáp đấy. Đấm 3 phát vào một con là trừ 15 giáp. Đấy. Nên stack 15 giáp, trừ đến 15 giáp rồi thì là chỉ có dí là chết thôi. Rất khỏe. Mà cái hút máu trừ giáp ấy nó rất hợp với cái đội hình Glacier này. Ôi nhìn cái thằng 6 Hunter trông thằng này là phải cẩn thận này. Thực ra beat thì không sợ đâu. Mặc dù có hai thằng 6 beat cũng rất to đấy nhá. Có thằng 6 beat gấu, có gấu mét 2 sao. Có thằng 6 beat, tất cả đều 6 beat hết rồi. Nhưng mà tôi không sợ bằng cái thằng kia. Đây 6 beat đây. Thằng này tôi lại không sợ bằng là cái thằng ấy đâu anh em ạ. Anh em thấy không? Đâu có sợ đâu. Không sợ luôn. 6 bit đấm như con luôn này. Bây giờ ấy, chỉ ngại là ngại thứ nhất là cái thằng Assassin. Assassin là thứ nhất, thứ hai là thằng Hunter. Ngại mỗi hàng đấy thôi anh em ạ. Thằng 9 Hunt kia là có vẻ là khá là nguy hiểm đấy. Rồi thôi chúng ta cứ roll ở 8 thôi, kiếm súng 3 thôi anh em ạ. Từ từ đã, trong lúc mà kiếm con súng 3 kiếm thêm một vài con nữa lên 3 sao anh em. Ví dụ như con rơi là có thể đưa lên là 3 sao này. Còn deflector cũng có thể đưa lên 3 sao được. Như con đấy đưa lên 3 sao để nó có giúp chúng ta tăng cơ phần nào thôi. Beat này có ngại không? Tôi không nghĩ là tôi ngại cái bọn beat này đâu. Đấy, thực ra nó có thắng đấy, nó thắng bởi vì là nó quá to thôi. Đây là nó to rồi đấy, bài beat này bài to rồi đó. Tôi chưa to. Đấy, đợi đấy, bao giờ tôi lên 3 sao rồi tôi to rồi biết ngay xem thằng nào ăn được thôi. Từ từ bình tĩnh, bây giờ đang trên con đường run 3 sao anh em ạ. Máu thì cứ yên tâm, bây giờ vẫn đang rất nhiều, đang nhiều nhất trên bàn cờ luôn. Không phải vội. Cứ đứng ở tại 8 run thôi. Thực ra là lên 8 là tôi còn đang bị vội đấy. Chứ còn tôi nghĩ là tôi chỉ đứng ở 7 tôi roll thôi. Bởi vì ở 7 là đủ bộ rồi mà. Ở 7 ấy, chúng ta là có 4 Glacier kết hợp với cả 3 Hunter được rồi. Đấy, còn lên 8 thì thực ra vẫn thừa một slot. Nhưng mà bởi vì là cái slot này nó form ở level 9. Chính vì thế nên là tôi phải lên 8. Không là tí nữa mà chả may mà roll được dao súng 3 nhưng mà không lên được 9 thì cũng chết anh em ạ. Đấy là lý do tại làm sao mà phải như thế. Ok. Sát thủ của chúng tôi không ngại, không ngại bạn ơi, vẫn ăn được. Hay quá, hút máu trừ giáp đây rồi, đợi mãi tới giờ. Cái hút máu trừ giáp này quan trọng lắm anh em ạ. Đấy, như tôi có chia sẻ với anh em vừa nãy. Rô này. Ui rồi, từ từ nha. Cái này phải bớt đi đấy. Không không không, từ từ đã xem nào. Bây giờ là phải bán bớt đi. Không rôn không máu đâu. Rao này không khô máu anh em nhá. Rao này từ tốn thôi.
Bán con này đi. Thôi bán con này đi thôi. Ok. Lao sau luôn tiếp. Đánh hết sức từ tốn. Con rơi lên được 3 sao ở round sau thì là giải phóng được mà, hàng chờ mà. Đấy. Còn không vội nha anh em nhá. Những cái con quan trọng mới phải nuôi. Còn những cái con wizard ấy, thực ra ấy, chơi 6 Glacier nếu mà ra được Lancer thì không cần phải kích hoạt wizard. Đấy. Và nếu mà không có được con Lancer thì tí nữa chúng ta tìm sau. Ui, lấy được cái hút máu trừ giáp này. Đây. Hay quá anh em ơi, món đồ này món đồ khỏe luôn. Có được cái chấn phái đầu game nó. Được. Ủa, nhanh nào, nhanh. Quả này phải hyper roll rồi anh em ạ. Ui, một con rồng nữa thôi. Một con rồng nữa. Ui mẹ ơi, nhiều quá. Đây rồi, giải phóng được con rơi rồi. Ui chết mẹ, vẫn phải roll anh em ạ. Rút tiếp. Đây rồi, ui mày quá anh em ơi. Thế là lại giải phóng được hàng chờ. Mình roll cũng nhanh phết. Tôi roll cũng nhanh phết đấy anh em. Vẫn có thời gian để ngó qua ngó lại. Xong rồi rụt vào thêm một phát. Thế là chúng ta lại có slot. Ui tôi chết mẹ. Đâu rồi, con cung đen của tôi đâu rồi? Bay màu luôn ý hả? Không ổn. Phải tách đội hình ra thôi anh em ơi. Nó chọn mạnh quá. Beat bắt đầu mạnh rồi. Bây giờ thì lại ngại. Bây giờ thì lại ngại beat rồi thế này. Nhưng mà nếu mà tách đội hình ra thì lại sợ cái con ấy. Sợ cái bọn Hunter anh em ạ. Mà tôi nghĩ là lên tách cái đội hình ra thì có vẻ ngon hơn. Tụm lại cái này mà con cáo nó chọt một phát thì có vẻ hơi căng. Thôi tách đội hình ra anh em ạ. Trông sợ quá. Tụm lại rất nguy hiểm anh em ạ. Tụm lại nó rất nguy hiểm. Con cáo nó chọt một phát. Tôi vừa lấy con cung đen của tôi có kịp bắn được phát nào đâu. Bay màu luôn mà. Trong khi là cung đen có đồ nhá. Bộ này đánh ở level 9 thôi. Level 9 nếu mà ra Lancer ấy là sẽ đủ bộ ở level 9. Đấy, hoặc là lên 10 thì kẹp được vào là thêm wizard vào nữa. Thì lên 10 là sẽ có 3 Hunter kết hợp với cả 6 Glacier ở level 10. Ok, úi dồi, vừa tách đội hình ra thì lại gặp cái bọn assassin ạ. Cay nhờ. À, được, bắt bất tử hay quá. Rồi. Ui, vớ vẩn, thằng assassin lại đi trước đấy chứ. Súng này. Rồi, khô máu anh em ơi. Tuôn tiếp khô máu thôi. Ui, một con súng nữa. Một con súng nữa thôi. Ui, đây rồi. Hay quá, từ từ đã. Thế thì lại từ. Không vội. Có slot rồi thì lại từ từ thôi. Rồi. Rồng lên được 3, súng lên được 3. Cung đen lên được 3 nữa. Vẫn đang trở level 8 anh em ạ. Và anh em hãy nhìn xem máu của tôi. Thực ra là có mấy cái pha rất là sida. Bị hai lần cái con beat nó đẩy cho. Nhưng mà tôi vẫn đang máu, vẫn đang rất là nhiều. Nhiều nhất bàn cờ luôn. Bây giờ hiện tại tôi vẫn đang là đứng đầu top 1 luôn. Đấy, mặc dù là có những cái thằng nó sắp lên 10 đến nơi rồi đấy. Rao 29 là thế nào cũng có hai thằng lên 10. Hai cái thằng 50 tiền kia là rao 29 là thế nào cũng lên 10 rồi. Còn tôi thì vẫn đang ở level 8 với 30 tiền nha anh em. Lồn mãi đâu ra được con súng 3 anh em ạ. Hơi đen. Ui, gặp goblin full bộ rồi. Hai con mèo lên 3 sao rồi kìa. Căng quá bạn ơi, có bom rồi. Full bộ đấy, thằng này mà nó thắng mình là nó có công nghệ bách. Thôi xong rồi. Ôi rồi ôi, thế là ván này là vớ vẩn, là thằng goblin nó top 1 rồi. Chơi cái đội hình này của tôi thì nó ngại goblin phết đấy. Làm gì có đam để đánh xuyên goblin đâu. Đây là nó chơi vật lý thôi anh em ạ. Bộ này chơi vật lý thôi, đánh thế đéo được thằng goblin. Goblin tí nữa mà nó anh em thấy nó toàn 3 sao á. Tí nữa nó lại ra con ca lông với con máy bay nữa thì chắc là khả năng là sẽ chuyện này sẽ không được top 1 đâu. Top 2 thì chưa chắc đấy nhá. Top 2 thì còn phải qua cửa của 9 Hunter nữa cơ. Chuyện này còn 9 Hunter nó cũng căng anh em ạ. Thằng 9 Hunter cũng đang top 2 cũng căng đấy. Còn bộ beat thì sao? Bộ beat thì tôi nghĩ là beat thì gặp goblin thì chắc là cũng sẽ toang thôi. Goblin xanh thì gặp beat, beat sẽ bị chết thôi. Thằng beat thì chưa chắc là đã có thể sống sót ở đâu. Ui, gặp Hunter này. Mà thằng này chưa đủ 9 Hunter, đang kẹp giữ máu vào. Đang kẹp 4 đỏ giữ máu.
Ok, thế tôi vẫn ăn được. Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Ừ, đúng thật. Ăn được chứ, ăn được chứ, ăn được chứ. Ừ, cái đội hình này mạnh phết nhở. Ba Hunter kết hợp với 4 Glacier ăn được này. Được đấy chứ. Rồi thôi từ từ đã anh em nhé. Round này chúng ta lại từ từ vậy. Khỏe chứ anh em nhở. Đấy. Chơi có 3 Hunter kết hợp với 4 Glacier thôi. Bộ này thì anh em cũng thấy là Celesi rồi cũng chỉ cần 7 con thôi. Thừa một con, thừa một slot thì tôi cho cái con Berserker vào đấy, ở slot thứ 8 đấy. Đấy chứ còn chính ra là chỉ cần 7 con thôi. Nhưng mà cũng có vẻ đánh ổn đấy nhở. Giữ máu tốt đấy chứ. Đúng không? Gặp bọn nó, thấy anh em thấy gặp bọn nó bị đẩy mẹ hết, gần chết hết rồi kìa. Tôi vẫn còn đang ổn với 50% máu. Trên 50% máu thế này là ổn quá rồi. Ra 30 rồi, hai món đồ cam rồi. Đấy, Goblin thì chắc là sẽ lật kèo thôi. Còn hai thằng Beat thì tôi nghĩ là hai thằng Beat thì nó cũng khỏe luôn ấy. Chắc là bây giờ là cái thằng Hunter là cái thằng yếu nhất rồi. Thằng Hunter thì bây giờ trước khi nó lên được 9 Hunter thì nó sẽ rất yếu. Đây rồi, cướp biên đây rồi. Đấy, tôi vẫn chống chọi được với cả cái bọn Beat và cái bọn Goblin này thì tôi cũng khá ổn đấy chứ. Anh em có thấy ổn không? Ổn đấy chứ nhờ. Đó. Mặc dù đồ này thì có vẻ như là chưa được ổn cho lắm. Hơi thừa nhiều đồ. Đồ không ghép được. Bây giờ thêm cho tôi thêm cái que hoặc là cho tôi thêm cái nhẫn lé đi xem làm sao nhở. Không cho anh em ạ. Thế này. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng đang có hai cái món đồ trấn phái ở trong cái bộ này rồi. Hai cái món đồ đam trấn phái là cái cướp điên với cả cái hút máu trừ giáp. Thế là ok. Có hai cái món đồ này là chắc chắn là sẽ giữ máu được rất lâu anh em ạ. Nó là những cái món đồ dí. Những cái món đồ dí chết một con rất nhanh. Đấy, clear rất nhanh. Bây giờ chỉ cần là có 3 tia nữa thôi thì là sẽ là tuyệt vời luôn. Clear cả diện rộng luôn. Còn đồ như này là nói chung là cũng ổn rồi. Đấy, Beat này. Bây giờ tớ tách rồi cậu ơi. Tớ tách đội hình rồi cậu ơi. Cậu liệu rằng có phải là cái thằng đầu tiên ra đi không? Cậu có phải là cái thằng đầu tiên không? Ê, lên nhớ tớ còn có đồ nha. Ăn được không? Vẫn ăn được này. Ừ, vẫn ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không, 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 không. Không ăn được anh em ạ. Không sao, nhưng mà giữ được máu. Mình gáy ác phết nhờ. Tuấn Cơm gáy ác phết. Có ăn được đéo đâu, gáy cái ác thế. Bình tĩnh. Rồi, từ từ, từ từ. Đây. Kiếm con súng 3 đi. Mẹ khô máu luôn, rau này kiếm súng 3 luôn anh em ơi. Tầm này nó bị muộn quá rồi ấy. Ôi ôi, ra đi bạn ơi. Ra 32 rồi. Ra đi còn một con nữa mà đéo ra. Hết tiền rồi đéo ra. Ôi ôi, chết tôi rồi, xuống hố rồi anh em ơi. Ui đây rồi. Đúng là hết tiền luôn mới ra. Cay thật sự luôn ấy. Thề 40 tiền anh em ơi. Vừa luôn ra vừa rồi 40 tiền để ra được con súng 3. Tôi toang rồi, đéo lên được 9 rồi. Toàn quá anh em ơi. Ui gặp 9 Hunter, thằng này đủ 9 Hunter rồi. Ăn nổi không? Súng 3 có ăn được không? Súng 3 ơi, cứu 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 giá, cứu giá, cứu giá, cứu giá. Cứu giá, 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 cứu giá. Ừ, vẫn ăn được. Được đấy chứ nhở? Ăn được 9 Hunter luôn này anh em này. Hay quá anh em ơi. Đội hình hay đấy chứ. Ôi anh em ơi. Vẫn chưa 6 Glacier đâu nhá. Vẫn mới chỉ 4 Glacier, 3 Hunter thôi anh em ạ. Trông nó có vẻ như nó khá là tuyệt vời đấy chứ. Nhé. Nhưng mà đồ đéo ghép được cái gì anh em ạ. Cay thật. Đồ này tôi cần cái nhẫn lé. Cho xin cái hai tia. Hai tia với một cái que nữa thôi. Cho xin một cái que nữa thôi. Tôi thì đương nhiên là tôi sẽ không ghép cái cướp điên đâu. Cướp điên nó không stack anh em ạ, chỉ ghép một cái thôi. Ghép hai cái nó chả có cái tác dụng gì cả. Đây rồi, Beat rồi. Ui ui bạn ơi, tôi đứng ở trong góc rồi, chọt kiểu gì trúng được. Ui rồi, chọc trượt rồi anh em ơi. Chọt đúng vào vị trí con súng, nhưng mà còn một đống lính của tôi đang ở phía trước. Thôi xong rồi, bạn đi luôn. 11 máu, Beat đi luôn. Ui giời, khỏe quá anh em ơi. Lại coi như là phát hiện ra được là đội hình này cũng được đấy chứ. Anh em nhỉ. Ghép thêm cái găng tay Kira luôn không? Găng tay Kira cho nó nhiều máu không? Tung trưởng sớm. Ok. Bởi vì tôi đang thừa một viên nhẫn mà. À một cái ngọc mà. Tí nữa cái ngọc này sẽ để ghép cái cấm đánh sau. Đấy, nhưng mà tôi đang cần là cái nhẫn lẻ, là chưa có một cái nhẫn lẻ nào anh em ạ.
Trời ơi, trận này không có một cái nhẫn né nào luôn. Cho xin cái nhẫn né đi nào. Ui, có thằng Goblin à? Có thằng Goblin với 9 Hunter. Thằng 9 Hunter tôi vẫn ăn được. Còn cái thằng Goblin thì nó đang xanh quá anh em ơi. Nó đang chuỗi thắng kìa. Mà cái thằng Goblin nó có chuỗi thắng, tức là nó đã có cái công nghệ mech để nó đôn ra những cái con như là con máy bay, con bom hay con ca lông 2 sao ở đấy anh em ạ. Càng quá anh em ơi. Ui, gặp luôn Goblin này, lại cúng công nghệ mech cho nó rồi. Mèo, mèo, mèo 3 sao. Ơ nhưng mà có vẻ như tôi ăn được đấy. Ui rồi, tôi hack đúng vào vị trí con ca lông anh em ạ. Hay quá. Xuống tôi mày chết luôn không? 11 máu đi luôn không? 11 máu đi luôn không? Ui rồi ơi, con ca lông nó tỉnh dậy cũng là lúc nó chết anh em ạ. Thế ơi rồi, mạnh thế nhở? Sao lại có thể mạnh được như thế này nhở? Ui rồi, đồ này không có nhẫn lé thì ghép kiểu gì? Từ từ đã anh em nhá, tôi cứ phải đợi cái nhẫn lé. Đợi nhẫn lé ghép phải cấm đánh anh em ơi. Không 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 ghép Kira. Ghép Kira xuống hồ đấy. Bộ này là không chơi Kira, đâu có ghép Kira vào đâu. Mà ghép cái món đồ đấy là nó trừ máu, nó tụt máu đấy anh em ạ. Nó tụt 5% máu mỗi giây ấy. Nên là không ghép nha anh em nhá. Công nhận là cái bộ này nó ảo thật đấy. Không biết là có phải là do là cái layup này nó mạnh không, hay là cái layup này nó vào tay tôi thì nó mới mạnh. Tôi thấy cái layup nào nó cứ vào tay tôi là coi như là nó cứ thành như kiểu là huyền thoại ấy anh em ạ. Thành bí kỹ hết. Lạ thật sự. Em hiểu sao Goblin nó xanh nó to như thế rồi mà tôi vẫn cái bộ này tôi vẫn ăn được. Trong khi cái bộ này anh em nhìn nó đã có cái gì đâu. Nó chả có cái gì, nó mới chỉ là 3 Hunter thôi. Kẹp với cả 4 Glacier thôi. Nó đã có 6 Glacier đâu. Đấy, nó đã có 6 Glacier đâu anh em. Bây giờ tôi đang kiếm để ra cái con Glacier còn lại để tôi kẹp và quy giặt up 9 thế này mà chưa có thế này. Đấy, vẫn chưa lên được 9, vẫn nó đánh được 8 ấy nhá. Mà anh em thấy vừa lấy là nó chơi là nó cái con Goblin là nó là ở 9 rồi đấy. Mà nó còn không ăn được tôi. Thế mới thấy nó ảo thật sự luôn đấy. Ảo thật sự anh em ạ. Ăn lốt thằng này được không? Ăn lốt thằng này thì nó rất là buồn cười nhá. Không, không ăn được rồi. Nhìn trông có vẻ như là bị nó đẩy nhiều đây. Tôi lại tưởng là tôi ăn lốt được cái thằng này thì vãi đái quá anh em ạ. Mới chỉ có 4 Glacier với 3 Hunter thôi mà ăn được thằng 9 Hunter thì chắc là tôi chắc là phải định nghĩa lại khái niệm về bộ Hunter. À đâu anh em ơi, đủ rồi. Đủ bộ rồi. Thôi rồi. Đây. Tạm thời vứt con cung đen ra anh em nhá. Chúng ta lên 9, chúng ta đủ 6 Glacier kết hợp với súng. Rồi đây. Để anh em xem cái bằng 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 nó như nào. Bằng 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 của con súng nó sẽ như nào đây. Đây, bây giờ anh em sẽ thấy. Rồi. Chơi với Hunter cứ đứng tụm vào anh em ạ. Đứng tách ra dễ chết lắm. Đứng tụm vào thì nó có hưởng được cái hiệu ứng của cái giáp thép này nữa. Ok. Rồi. 9 Hunter với chúng tôi à. Đứng ở cạnh nhau thì nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng giáp thép và nó sẽ trâu hơn anh em ạ. Hay quá, round này có thắng được không? Round này có thắng được không? Ui dồi 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 ui dồi. Ui dồi ui 10 máu luôn. Thôi được 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 anh em ơi. Secret Lancer này. Secret Lancer. Ok. Rồi. Hay quá anh em ơi, vẫn ăn được 9 Hunter. Đánh ở level 10, tôi mới level 9. Ảo thật sự luôn. Rồi, round này lừa lừa nó cướp quả bom anh em nhá, lừa lừa nó cướp quả bom. Để đấy, nó đang để quả bom ở trước mặt của cái hàng Hunter của tôi đúng không? Cái hàng Hunter của tôi đang có quả bom trước mặt, nó sẽ để ở đấy thôi. Nên là tôi sẽ chuyển dây cuối cùng. Cướp bom luôn, hay quá anh em ơi, cướp được bom rồi. Ui dồi, nhưng mà chưa kịp đặt bom, chết mẹ rồi. Ui, nhưng mà ăn được không? Ăn được không? Bắp bất tử hay quá anh em ơi. Ui ơi, cung đen chết rồi. Thế thì... Ui giời ơi. Rồi, anh em ạ, hào quang nhân vật chính rồi chứ còn làm gì có cái kiểu gì mà nó lại như này. Bình thường làm gì mà được như này, đánh làm gì mà nó lại cầm bất cứ một cái line up nào vào là cứ y như rằng là vẫn được top 1. Mặc dù là line up thì trông nó cũng khá là leo kheo. Nhìn đội hình của đối thủ thì trông mắc binh đấy chứ, thế mà vẫn thua, em hiểu kiểu gì anh em ạ. Ờ, cái này chắc là tôi nghĩ là có một cái cú bắp đến từ nhà phát hành dành cho những cái người sáng tạo nội dung như tôi rồi. Để tôi có thể làm được nhiều cái nội dung hay ho hơn. Tôi nghĩ là như vậy, đây chắc là có ưu ái đến từ nhà phát hành rồi anh em ạ. Dã man thật sự.
Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem một siêu phẩm. Tôi dồn toàn bộ đồ cho con ách, và con ách nó gánh team, nó trở thành một cái chiến thần gánh team nó như nào nhá anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một siêu phẩm khác mang tên Không Gian Thiền Định anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.